Rồi xin chào anh chị ha. Hôm nay em có chậu cát hay xong. Mình hay quên gọi là cây Hắc Tùng ha. Cây này cây đài xưa nha anh chị. Cây này là nhập từ Đài Loan cách đây khoảng 10 năm tách chiết cho tới bây giờ ha. Chậu này thì hiện tại là 2 4 6 thân. 6 thân, cái này đang có mèo không biết có đậu không, mới lên. Mầm con thì đang lên ha anh chị. Con đang lên. Rồi chậu này bán với giá là 270 bao ship lên toàn quốc nha. Cái này thần bỏ thông rồi nha anh chị. Về mình để về trồng luôn cũng được. Ở dưới em trồng toàn bỏ thông mà. Đó. Rồi anh chị nào muốn sưu tầm Hắc Tùng xưa thì mình tham khảo liên hệ ha. Rồi cảm ơn các anh chị đã xem video rất là nhiều ạ. Xin chào các anh chị ạ.